Xin chào các bạn, chuyên mục ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một thủ thuật trên nền tảng iOS, đó là thông báo tự động phát khi mà sạc pin đầy, dành cho các bạn nào hay là sợ pin của mình bị chai do quên rút sạc, cũng như là để bảo vệ chiếc điện thoại của mình nó bền hơn trong quá trình sử dụng. Nào, chúng ta cùng nhau bắt đầu. Phiên bản hiện tại mình đang sử dụng đó là phiên bản iOS 13. Thì đầu tiên để cài đặt thì các bạn tìm giúp mình cái ứng dụng tên là phím tắt. Đây, nếu mà các bạn nào mà không có thấy cái ứng dụng này thì mình sẽ vào App Store để tìm kiếm tên ứng dụng. Vì ứng dụng này là nó sẽ có mặc định trên iOS 13 luôn. Rồi, sau khi tìm xong rồi thì các bạn vào phần cài đặt để bật tính năng cho phép thêm những cái phím tắt mà không rõ nguồn gốc bằng cách vào phần cài đặt. Kéo xuống phần phím tắt. Rồi, các bạn sẽ bật cái này lên, phím tắt chưa được tin cậy, các bạn bật lên giúp mình. Rồi, sau khi bật lên rồi, nếu mà trong trường hợp các bạn mà thấy cái phần phím tắt chưa được tin cậy nó bị mờ đi, có nghĩa là phím tắt của mình chưa có từng sử dụng, thì các bạn sẽ bấm vào phần phím tắt. Rồi, chọn vào bộ sưu tập. Rồi, các bạn có thể thêm bất kỳ cái phím tắt nào vào. Rồi, để cho nó chạy, để mình kích hoạt tính năng này lên thì lúc đó mình mới bật được cái phím tắt chưa được tin cậy nếu mà bị mờ. Rồi, sau khi mình đã bật lên rồi thì mình sẽ thoát ra vào Safari thì các bạn sẽ đánh tên đường link là bit.ly sẽ thông báo pin đầy. Rồi, thì lúc này nó sẽ hiện ra cho mình là cái socket của cái phím tắt Battery Full Alert. Rồi, thì bây giờ mình sẽ bấm vô cái phần là Get Socket nè, bấm vô giúp mình. Rồi, kéo xuống dưới cuối cùng, chọn thêm phím tắt không được tin cậy vào. Rồi, thì lúc này mình đã thêm cái phím tắt này vào. Thì để kích hoạt tính năng này thì các bạn bấm vô giúp mình cái dấu ba chấm. Rồi, kéo xuống ngay cái phần đồng hồ, các bạn thấy là nó sẽ có phần là cho phép truy cập nè, thì các bạn bấm vô giúp mình là cho phép truy cập. Rồi, chọn OK. Rồi, lúc này mình sẽ bấm xong. Và để kích hoạt tính năng này lên thì các bạn sẽ bấm vào đây luôn. Rồi, chọn Start để bật cái tính năng này lên. Và sau khi mình đã bật lên rồi thì các bạn chỉ cần là cắm sạc và đúng là 100% thì máy nó sẽ hiện lên thông báo cho mình giống như là vậy. Đó, máy sẽ hiện thông báo lên kèm cái tiếng chuông luôn. Một nhược điểm nhỏ trong quá trình sử dụng Battery Full Alert này, đó là phím tắt nó sẽ tự động tạo một cái lịch hẹn trong cái đồng hồ. Và sau khi mình tắt cảnh báo cho màn hình rồi thì các bạn muốn tắt hẳn luôn thì các bạn sẽ vào đồng hồ và nó sẽ hiển thị lên đây và các bạn tắt nó luôn. Vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn một thủ thuật đơn giản nhưng có thể giúp ích cho quá trình sử dụng cũng như bảo vệ máy một cách tốt hơn, tránh tình trạng bị chai pin, phòng pin ngoài ý muốn. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên like, share và subscribe trên kênh YouTube của Hy vọng các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.